có rất nhiều bác đang có trong tầm giá là hơn 700 triệu để sở hữu chọn tìm cho mình một chiếc xe 7 chỗ mà lại còn được nhập khẩu thì rất là khó. Nhưng mà ngày hôm nay em đã kiếm được cho anh chị và các bạn một chiếc xe 7 chỗ nhập khẩu đời cao để các bác có thể lựa chọn cân đối trong khoảng tài chính của mình. Với chiếc xe Honda CRV phiên bản N là phiên bản cao cấp nhất của Honda và sử dụng khối động cơ máy là 1.5 turbo cho cái khả năng vận hành cũng rất là mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Xe sản xuất là 2018 có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da màu đen. Cực kỳ đẹp, hiện đang có mặt tại Gia Huy Auto, địa chỉ đơn vị là số 5 Nguyễn Văn Ninh, Long Biên, Hà Nội. Anh chị và các bạn có nhu cầu có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử. Xe thì đơn vị vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Thông tin cụ thể về thời gian vay và lãi suất thì hãy liên hệ em, em sẽ gửi thông tin đầy đủ để anh chị bạn có thể cân đối tài chính của mình. Ở chiếc xe này thì đăng ký biển tỉnh, biển Vĩnh Phúc, rất là phù hợp cho anh chị và các bạn nào mà chọn về tỉnh, sẽ có một cái giá tốt nhất là một mẫu xe 7 chỗ ngồi mà khi anh chị và các bạn mà đi mà cần full tải là nghĩa là full 7 là full 7 chỗ ngồi ấy, thì là nó có không gian chứa đồ thì cũng rất là chật hẹp. Còn anh chị bạn đi 5 người mà cần chứa đồ thì đây rất là tuyệt vời, rất là rộng rãi đây. Ở phía sau thì đã bác chủ đã trang bị thêm một lớp thảm trải sàn rồi, cùng với rất nhiều các tiện ích như là hệ thống cam hành trình trước sau đầy đủ. Và một số đồ chơi khác ở trên mẫu xe này. Anh chị và các bạn hãy cùng em tham quan đây là những cái chi tiết về phần đuôi xe với những phần chi tiết về những cái phần đèn này rồi là hệ thống mâm nốt của chiếc xe với hệ thống mâm hộp kim đa chấu và có hình cối xe gió đấy đây là những chi tiết này các bác có thể tham quan về chất lượng ghế hàng ghế thứ hai đây không gian ngồi rộng rãi cho ba người ngồi có đầy đủ các tiện ích như bệ tỉ tay cũng như là cửa gió điều hòa chính giữa trung tâm những phần ốc ác keo chỉ đinh tán của chiếc xe thì nó vẫn giữ được trong tình trạng nào hoàn hảo mọi chi tiết rất đẹp từ những phần tap bọc da ốp gỗ các bác cùng em tham quan qua một chút không gian rộng rãi không rất là rộng rãi tính năng công nghệ trên một mẫu xe nhập khẩu thì anh chị bạn là có thể tham quan qua ở trong khoa pin đây thì em sẽ mở anh chị cùng tham quan đầy đủ ở phần cánh lái đây với những phần keo chỉ đinh tán rồi hệ thống táp ly cánh cửa các phím điều chỉnh lên xuống kính chỉnh gương mọi chi tiết vẫn còn rất là mới và đẹp các phím bấm còn rõ nét để chị bạn thấy là xe sử dụng rất là ít những phần bậc lên xuống rồi là phần tem mát của nhà sản xuất vẫn còn nguyên hệ thống ghế trang bị ghế chỉnh điện đầy đủ ghế lái và ghế phụ đây các bác có thể đánh giá chất lượng cùng em xem nó với tầm giá hơn 700 triệu anh chị bạn có phù hợp hay không một chiếc xe rất đẹp đây là phiên bản G em xin lỗi anh chị và các bạn lúc em đọc nhầm là bản G đấy ạ tổng quan về không gian vô lăng của chiếc xe với hệ thống vô lăng bọc da tích hợp các phí điều chỉnh chức năng lẫy chuyển số sau vô lăng cùng với rất nhiều các tính năng tiện ích an toàn phanh tay điện tử, bạch hầu, eco, tiết kiệm nhiên liệu, màn hình. Nó ở với phiên bản G thì nó sẽ không được trang bị cửa sổ trời cũng như là hệ thống đèn LED. nó vẫn sử dụng là đèn halogen. mọi chi tiết về không gian bên trong đây thì các bác có thể tham quan về từ những phần còn ốc, mọi chi tiết phẩy sơn của nhà sản xuất nó vẫn còn nguyên bản. Em quay qua về khoang máy để các bác có thể cùng đánh giá về chất lượng của chiếc xe cũ đã qua sử dụng hiện đang có mặt tại cửa hàng. Với chiếc xe Honda CRV này thì hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá hơn 700 triệu. Chi tiết thông tin cụ thể về mẫu xe thì các bác hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ giải đáp và gửi anh chị và các bạn một cái mức giá tốt nhất. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu cần thông tin chi tiết cụ thể về mẫu xe thì các bác có thể truy cập ngay tại vào web autocayhoi.com để xem thông tin cụ thể. Đầy đủ hơn về một mẫu xe cũ đã qua sử dụng hoặc tìm kiếm cho mình những cái mẫu xe mà anh chị và các bạn đang cần tìm tại web hơi anh chị lưu ý giúp em nhé. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.